Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Đã từ lúc Harry Kane thẳng tiến tới Old Trafford. Sir Alex Ferguson dần thay thế Ed Woodward ở MU. Vô địch Europa League, Ole Gunnar Solskjaer mới là thiên tài và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU muốn có Bellingham. Sau Chelsea, đến lượt MU đánh tiền muốn đưa Jude Bellingham trở lại nước Anh. Năm ngoái, MU từng thất bại trong nỗ lực ký Bellingham và thần đồng nước Anh gia nhập Dortmund. Bellingham không ngừng tiến bộ và trở thành trụ cột của Dortmund, khiến MU một lần nữa mê mẩn. MU tin tưởng Bellingham sẽ giúp huấn luyện viên Solskjaer có nhân tố quan trọng để đa dạng hóa đội hình. Tuy nhiên, theo báo chí Đức, Dortmund sẽ không để Bellingham ra đi với giá thấp hơn 100 triệu euro. Đã tới lúc Harry Kane rời Spurs, thẳng tiến tới Old Trafford. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để Harry Kane nên tính đến chuyện chia tay Tottenham. Ở trận đấu vừa rồi, Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ quá ấn tượng. Chân sút người Anh một lần nữa lập cú đúp cho gà trống thành London. Tuy nhiên, Tottenham đã không thể có được chiến thắng chung cuộc, chỉ có được trận hòa trước Everton và mục tiêu giành vé dự UEFA Champions League đang ngày càng xa tầm với. Tới thời điểm này, Kane đã ghi được 21 bàn thắng và có 13 kiến tạo, dẫn đầu danh sách ghi bàn và kiến tạo ở Premier League mùa giải năm nay. Nhưng thành tích của Tottenham vẫn không hề cải thiện. Huấn luyện viên Mourinho chẳng thể giúp Spurs cải thiện được tình hình và đã bị sa thải. Mới 27 tuổi, Kane đã thực sự trở thành sát thủ khét tiếng tại Premier League. Kane đã có một giải thứ 7 liên tiếp ghi từ 20 bàn thắng trở lên. Đáng chú ý, trong top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League, duy nhất Kane là cầu thủ chưa đạt được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Đó là lý do vì sao Kane đang cân nhắc chia tay Tottenham. Rõ ràng, tiền đạo người Anh xứng đáng khoác áo một đội bóng giàu tham vọng hơn. Cả Man United và Man City đều muốn có chữ ký của Kane. Trước đó, nhà báo Christian Fox của tờ Bill còn khẳng định, ban lãnh đạo Man United đã duyệt chi 90 triệu bảng để gửi tới Tottenham vào mùa hè năm nay. Sắp bước sang tuổi 28, Kane không còn nhiều thời gian để kiên nhẫn với gà trống thành London. Giờ là lúc Kane chuyển tới một đội bóng đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch để có thể hoàn tất giấc mơ còn dang dở. Trong bối cảnh Man United cũng đang cần sự bổ sung một chân sút đẳng cấp và với một bộ khung thành đang dần ổn định, cặp bên Old Trafford có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Kane. Sir Alex Ferguson dần thay thế Ed Woodward ở MU. Trong bối cảnh Ed Woodward sẽ chia tay Man United vào cuối năm nay, báo chí châu Âu loan tin, huyền thoại Sir Alex Ferguson sẽ tham gia nhiều hơn vào các thương vụ chuyển nhượng của đội bóng. Với tầm ảnh hưởng của Sir Alex Ferguson, Man United hứa hẹn sẽ có được sự thay đổi lớn về chính sách chuyển nhượng trong thời gian tới. Ole Gunnar Solskjaer khẳng định điều chắc nịch về Greenwood. Tờ Mirror dẫn lời Solskjaer cho hay, Greenwood là một chân sút bẩm sinh, một cầu thủ phát triển tự nhiên. Mọi thứ rất suôn sẻ và cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều ở mùa giải này. Bạn có thể thấy thể hình của cậu ấy cũng phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ấy ngày càng ổn định hơn và cậu ấy sẽ bắt đầu ghi nhiều bàn thắng hơn. Đó là điều chắc chắn. Tôi rất ấn tượng và hạnh phúc với sự phát triển của Greenwood mùa này. Cậu ấy đã trải qua hành trình khó khăn và trở thành một cầu thủ mạnh mẽ, xuất sắc hơn. Trong tương lai, cậu ấy có thể đá ở vị trí số tiền đạo trung tâm. Tôi vẫn luôn nghĩ về điều đó. Chúng tôi đã tìm ra cách phát triển cậu ấy tốt hơn và Greenwood có thể sẽ là một số chiến đích thực ở Old Trafford. Eric Bailly trở lại tập luyện sau khi khỏi Covid-19. Sáng ngày 20 tháng 4, Eric Bailly đã xuất hiện tại sân tập Carrington của MU và chào hỏi thân thiện khi gặp người hâm mộ. Điều này cho thấy trung vệ người bờ biển Nga đã bình phục Covid-19 và sẵn sàng trở lại. Bailly có thể ra sân ở trận MU gặp Leeds United tại vòng 33 giải ngoại hạng Anh. Cavani quyết rời MU. Theo chia sẻ của tờ Metro, tiền đạo Edinson Cavani đã đưa ra quyết định với ban lãnh đạo Manchester United rằng anh sẽ rời Old Trafford ngay sau khi ngoại hạng Anh 2020-21 khép lại. Ngôi sao người Uruguay được cho là sẽ quay trở lại quê nhà thi đấu để được gần gia đình mình hơn. Nhưng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khẳng định vẫn muốn có sự phục vụ của sát thủ vòng cấm sau màn trình diễn quá ấn tượng thời gian qua. Với pha lập công vào lưới Burnley vào cuối tuần vừa rồi, tiền đạo người Uruguay sở hữu cho mình tổng cộng 10 bàn thắng sau 31 lần khoác áo quỷ đỏ. Anh vẫn chứng minh mình có thể thi đấu chuyên nghiệp thêm 1-2 năm nữa mặc cho các chấn thương cùng vấn đề tuổi tác. Bến đỗ tiếp theo của Cavani chắc chắn sẽ là Boca Juniors. Ngôi sao 34 tuổi chỉ mất 1 giờ bay từ Boca Juniors về nhà sau mỗi trận đấu hay mỗi buổi tập. Edward đã tự đưa mình lên giá treo cổ sau dự án Super League. Edward đã tự đưa ra thông báo chấn động vào thứ ba tuần này khi ông tuyên bố từ chức phó chủ tịch điều hành MU sau 8 năm làm việc, mua sắm nhiều cầu thủ cho câu lạc bộ nhưng chỉ giành được thành công tối thiểu. Edward biết rằng đã đến lúc ông phải rời khỏi câu lạc bộ khi mà dự án Super League bị phản đối dữ dội trên khắp thế giới. Và ngay cả đội trưởng MU, Harry Maguire cũng công khai chống lại ông trong cuộc họp khẩn cấp gần đây của đội bóng.
Rõ ràng, Old Trafford đã ở trong tình thế căng thẳng mà ông không thể đối phó được. Từ trước tới nay, những vụ mua sắm tồi tệ của Old Trafford ở MU đã bị chỉ trích rất nhiều, và việc câu lạc bộ tham gia vào Super League giống như giọt nước tràn ly. Nhiều người sẽ giật mình nếu biết rằng trước khi Old Trafford được MU thuê, ông đã làm việc ở JP Morgan với vị trí nhân viên cao cấp trong đội ngũ chuyên về các thương vụ sáp nhập và mua lại tầm quốc tế. Chính tại đây, Old Trafford khuyên gia đình Glazer mua lại quyền sở hữu MU vào năm 2005 khi việc tiếp quản xong xuôi, gia đình tỷ phú người Mỹ mời ông sang Anh làm việc. Và ai đã chống lưng về mặt tài chính cho Super League? Chính là JP Morgan. Old Trafford được đánh giá là có tài về mặt kinh doanh, nhưng về phương diện bóng đá thì không. Ông có lẽ đã không lường trước được rằng Super League bị phản đối quá dữ dội. Sir Alex, cựu huấn luyện viên của MU cho rằng Super League đã gây sự chia rẽ và là thảm họa. Alexander Kefein, chủ tịch của UEFA, gọi Old Trafford là con rắn với hàm ý về sự phản bội, đâm sau lưng. Cũng cần phải nói rằng, người tiền nhiệm của Old Trafford, David Gill, đã đóng góp to lớn vào thành công của MU dưới triều đại Sir Alex. David Gill không chỉ có tài kinh doanh mà còn là một nhà quản trị bóng đá hàng đầu. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi Old Trafford tiếp quản vị trí của David Gill vào năm 2012. Một năm sau đó, Sir Alex nghỉ hưu và Old Trafford đã một mình mò mẫm để giúp MU duy trì thành công. Điều đáng tiếc là kể từ khi Sir Alex rời câu lạc bộ, MU đã không còn duy trì vị thế như trước. Old Trafford rất giỏi trong việc giúp MU tăng trưởng về doanh thu thương mại, thế nhưng những vụ chuyển nhượng của ông lại quá tệ hại. Hầu hết thời gian ở câu lạc bộ, Old Trafford chú trọng với việc tạo ra những bom tấn, chuyển nhượng hơn là tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng phù hợp với đội bóng. Old Trafford đã đưa MU về những ngôi sao như Angel Di Maria, Bastian Schweinsteiger và Ramadan Falcao, cùng với mức lương cao ngất ngưởng và hạn chót của kỳ chuyển nhượng. MU chỉ còn chi ra 89 triệu bảng để mua Pogba vào năm 2016 và Old Trafford tin rằng những thương vụ đình đám như vậy là dấu hiệu cho thấy MU đã trở lại với tư cách là ông lớn của bóng đá. Dưới thời Old Trafford, MU thực hiện nhiều vụ chuyển nhượng tồi tệ và điển hình nhất là vụ chiêu mộ Alexis Sanchez với những điều khoản vô lý trong hợp đồng. Chính điều đó đã làm dấy lên yêu cầu cấp thiết rằng MU cần có giám đốc bóng đá. Và Old Trafford dường như miễn cưỡng trao lại quyền kiểm soát các vụ chuyển nhượng cho John McTopp, người được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá của MU vào tháng trước. Vị trí của Old Trafford ở MU từng là không thể đụng đến. Nhà Glazer chỉ quan tâm tới các cổ phiếu chứ không phải bảng xếp hạng và điều đó giúp Old Trafford trụ vững ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, vị phó chủ tịch điều hành của MU đã tự bắn vào chân khi quyết định tham gia vào Super League, ngó lơ 143 năm lịch sử của câu lạc bộ. Giờ đây, Super League đứng trên bờ vực tan rã khi các câu lạc bộ sáng lập lũ lượt rút khỏi giải, còn Old Trafford đã phải từ chức. Gary Neville đã đưa ra những bình luận hợp lý rằng Old Trafford phải rời câu lạc bộ. Chúng ta đều không biết tại sao các câu lạc bộ lại rút lui vào thời điểm này. Old Trafford biết rằng mọi thứ đã trở nên rối tung và ông ấy cần phải tháo lui. Mọi giám đốc điều hành của các câu lạc bộ hàng đầu tại Premier League đã tham gia vào Super League cần phải từ chức. Không đời nào họ lại được tin tưởng nữa. Old Trafford biết rằng thời gian của ông ấy với bóng đá đã kết thúc. Old Trafford chỉ là thân cây thôi. Chúng ta phải bảo toàn cội rễ của câu lạc bộ. Các chủ sở hữu của MU có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả. Làn sóng chỉ trích của các cổ động viên đã dâng cao sau quyết định tham gia vào Super League. Trước mắt, nhà Glazer cần phải tìm người kế nhiệm cho Old Trafford. Giám đốc Quỷ đỏ Richard Arnold là ứng viên sáng giá thay thế cho Old Trafford. Tuy nhiên, bất cứ ai kế nhiệm Old Trafford sẽ phải đảm đương trọng trách quá lớn. Di sản mà Old Trafford để lại là các MU đã bị các cổ động viên hàng đầu ở Anh và châu Âu bỏ xa, bất chấp hàng trăm triệu bảng mà câu lạc bộ vung ra trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài ra, niềm tin của các cổ động viên với câu lạc bộ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi MU tham gia vào Super League. Sẽ không quá lời nếu cho rằng chức phó chủ tịch điều hành của MU lúc này giống như một ly rượu dính thuốc độc. Solskjaer tin Man United có thể bắt kịp Man City. Ngay sau thất bại của Man City tại FA Cup và chiến thắng của MU trước Burnley, huấn luyện viên Solskjaer gieo vào đầu fan MU một niềm tin rằng họ có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng vĩ đại ở Premier League. Hãy nhớ lại mùa giải 2011-12, MU cũng từng có lợi thế tương tự trước Man City. Nhưng chặng nước rút của thầy trò Roberto Mancini chứng kiến họ vô địch một cách thần kỳ bằng điểm nhưng đánh bại Quỷ đỏ nhờ hiệu số bàn thắng. Và lúc này, hiệu số bàn thắng bại của City cũng tốt hơn MU với 17 đơn vị. Tuy nhiên, sau thất bại trước Leeds United ở vòng trước, rõ ràng Man City có những điểm yếu. Mọi thứ càng bộc lộ rõ khi thầy trò Pep Guardiola để thua Chelsea ở bán kết FA Cup và tan tành mục tiêu giành cú ăn 4. Chưa hết, siêu sao Kevin De Bruyne còn dính chấn thương. Man City vẫn còn 3 mặt trận cần phấn đấu, trong đó có trận chung kết cúp liên đoàn với Tottenham vào tuần sau, chưa kể bán kết Champions League. Chính vì thế, đây là thời điểm nhạy cảm của The Citizen. Mọi trận đấu đều quan trọng với MU và chúng tôi sẽ không đánh rơi điểm số một cách dễ dàng, Solskjaer chia sẻ. Liệu chúng tôi có thể đuổi kịp Man City? Những điều kỳ lạ vẫn đang xảy ra trong bóng đá. Dẫn trước nhiều, thế nào cũng có thể bị san bằng. Đương nhiên, City rất mạnh, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào việc của mình. Đó mới là điểm cốt yếu.
chúng tôi phải thắng mọi trận đấu còn lại của mùa giải, sau đó chúng tôi có thể hy vọng Man City xây chân. Chúng tôi không thể kiểm soát chuyện của Man City, chúng tôi chỉ có thể kiểm soát những trận đấu của mình, còn rất nhiều trận đấu khó khăn phía trước. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.